Vâng, hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Dân GT. Vâng, sáng nay thứ bảy, vô tình mình đi qua chung cư An Phú Thịnh, khu đô thị mới An Phú Thịnh các bạn. Thì gặp quá trình diễn tập của cư dân phòng cháy chữa cháy ở đây. Cho nên mình đứng mình quay hết toàn bộ quá trình diễn tập phòng cháy chữa cháy luôn. Mình thấy khá là chuyên nghiệp đó các bạn, khá là đầy đủ và cũng khá là đáng để học hỏi. Vâng, đây là những hình ảnh các cư dân đang nghe chiến sĩ công an giải thích các vấn đề về phòng cháy chữa cháy. Vâng, hello các bạn. Sáng nay Thọ đang có mặt ở chung cư An Phú Thịnh các bạn. Chung cư An Phú Thịnh sáng nay họ đang làm diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đó, có gì hay mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây. Đây là khu vực phía trước đang tập huấn phòng cháy chữa cháy các bạn. Có công an rồi tí nữa sẽ có xe phòng cháy chữa cháy, xịt nước, xịt lửa các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem công tác phòng cháy chữa cháy khu vực này cũng như là trên địa bàn của thành phố Quy Nhơn cho mọi người xem nhé. Vâng, đây là một vòng khu đô thị mới An Phú Thịnh các bạn. Bên đây là Đại học FPT. Vâng, thời gian này thì mình ra lại mình quan sát thì khu vực An Phú Thịnh này cây bắt đầu xanh rồi bạn, lớn và bắt đầu xanh rồi. Chứ một thời gian trước nó còn nhỏ, nó khá là nắng mà. Đó, bây giờ các cây bàn này lo bắt đầu nhiều cây bây giờ nó bung này, bung lớn này bạn. Đó, bắt đầu mát rồi. Tầm cỡ nửa năm nữa thì sẽ mát rợp luôn. Hiện tại thì chưa có xe phòng cháy chữa cháy các bạn, chỉ có xe công an giao thông tới hỗ trợ thôi. Tí nữa có thì mình sẽ quay nhiều hơn. Vâng, đây là những hành diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư An Phú Thịnh Grand Tower các bạn. Quan sát của mình là toàn những người trẻ thôi các bạn nha, toàn các cặp vợ chồng trẻ thôi. Đấy. Những khu vực bên này hiện nay rất là phát triển luôn, tức là nhiều người, nhiều nhà người ta xây, có trường học, trường đại học, rồi trường mẫu giáo rồi nữa, rất là nhiều. Đấy. Vâng, đây là quang cảnh chuẩn bị diễn tập này bạn. Đấy, chuẩn bị sẽ có những cái hay mình quay cho bạn xem nha. Diễn tập và áp dụng vào thực tế là như thế nào. Đó, có camera man nữa này bạn. Đấy, đây là cư dân của An Phú Thịnh Center Tower. Tức là cái chung cư này là chung cư thương mại nha bạn. Còn chung cư xã hội thì nằm ở phía này bạn. Đấy, nằm ở phía giáp với đường 19 mới. Còn chung cư thương mại thì nó sẽ quay ra mặt Đầm Thị Nại và đường Võ Nguyên Giáp. Vâng, đây là mặt sau các bạn. Mặt trước thì nó quay ra đường lớn. Vâng, bắt đầu là mở nước các bạn. Nói ống nước phòng cháy cháy. Đấy. Kinh chưa? Vâng. Vâng. Đó các bạn, kéo lên tầng thứ 5 nhé. Ông nước kéo lên tầng thứ 5, thứ 6 nha. Đấy các bạn. Đấy. Vâng. Đây các bạn. Quá. Quá ghê gớm luôn. Đấy. Trời ơi, mấy đứa nhỏ thích thú kìa nè. Vâng. Cái ống nước phải 2-3 người giữ các bạn, 2-3 người giữ nó rất là mạnh nha. Vòi này vòi xịt nước. Đó, cao lên khoảng 6 tầng. 5 tầng, 6 tầng. Vâng, bây giờ thì làm lại các bạn.
Bây giờ diễn tập lại tiếp. Đấy, khói kìa bạn. Đây là khói khói giả nha, khói để diễn tập. Màu cam cam. Đó, hai ba người giữ cái giòi các bạn, nếu mà mở hết ra là mạnh lắm. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi rước lên tới tầng số 7 các bạn. Nhưng mà xe mạnh hết ra lên tới tầng số 7 nha. Hai ba người giữ một cái dòi. Đó, ở đây khói đây. Đấy, cư dân chạy ra các bạn. Chuột. Vâng, công tác chữa cháy diễn tập vẫn đang diễn ra rất là tích cực các bạn. Hai vòi nước của hai khúc bên phía sau của chung cư Center An Quốc Thịnh. Đó, có nghe tiếng còi hụ nữa các bạn. Vâng, có nghe tiếng còi hụ. Rồi, có xe chữa cháy vào các bạn. Vâng, nghe tiếng xe chữa cháy. Kìa. Vâng, một chiếc các bạn, một chiếc các bạn. Sau khi diễn tập vài phút thì cư dân sẽ báo cháy. Hai chiếc các bạn, một chiếc xe chữa cháy. Rồi bên kia sẽ một chiếc xe thang các bạn, rồi tiếp tục một chiếc xe chữa cháy nữa là ba xe. Vâng, một chiếc xe phía sau nữa là bốn chiếc các bạn. Đây là xe thang. Đây. Vâng, bốn chiếc, chiếc phía sau nữa bạn. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy khẩn trương và rút ống chữa lửa. Còn phía trong kia là chữa cháy của tại khu đô thị các bạn, chữa cháy tại chỗ. Còn đây là chữa cháy của thành phố. Rồi phía sau mình thấy đội phòng chống độc đã chạy vào phía trong chung cư. Đây, chạy vào trong phía trong rồi các bạn. Và con chung cư thì vẫn đang tích cực theo dõi. Vâng, đây là phía chữa cháy của thành phố các bạn. Thành phố xe thang bắt đầu cấu lên đấy các bạn, rất là khẩn trương các bạn, rất khẩn trương. Vâng, rất là cao nha, lên tới tầng thứ tư thứ năm rồi đấy, nó sẽ còn lên cao nữa. Kia, trong kia là khiêng người,
Vâng, cứu được người ra các bạn. Vâng, tập trung chữa cháy ở tầng này rất là mạnh luôn bạn, 4-5 vòi nước luôn, 4-5 vòi nước của rồi xe thang lên tới tầng thứ 8 các bạn, thứ 8, thứ 9 luôn ạ, rồi thứ 10 luôn, thứ 8, thứ 9, thứ 10 luôn các bạn ơi, rất là ghê. Qua khói giá nhưng mà cũng khó chịu các bạn, khói giá mà hít ở đây rất khó chịu luôn. Nói chi mà khó chịu. Vâng, để thấy cái nhìn tổng quát và đầy đủ hơn thì Thọ cũng quay một đoạn flycam. Cái đoạn này là khúc sâu của quá trình chữa cháy các bạn. Nhưng mà cũng còn khá là nhiều cái để mà đáng xem. Vâng, những hình ảnh diễn tập rất là chuyên nghiệp và cũng rất là đẹp các bạn.
xe thang cao lên tới tầng 9, tầng 10 các bạn, chích lên tới tầng trên cao. Và lực lượng chữa cháy tại chỗ của chung cư cũng như là các xe chữa cháy của thành phố